Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chỉ còn 2 ngày nữa, Olympic Paris sẽ chính thức khai mạc. Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã lên đường đến với thủ đô của nước Pháp để sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn nhất trong năm. Và ở Thế vận hội năm nay, mỗi vận động viên Việt Nam giành được huy chương đều sẽ nhận được những phần thưởng rất lớn. Theo nghị định của chính phủ ban hành năm 2018, vận động viên Việt Nam sẽ nhận được 350 triệu đồng khi giành huy chương vàng Olympic. Nếu phá kỷ lục sẽ được thưởng thêm 140 triệu đồng. Tiền thưởng cho huy chương bạc là 220 triệu đồng và huy chương đồng là 140 triệu đồng. Với riêng Olympic Paris sắp tới, các vận động viên Việt Nam còn được treo thưởng của các liên đoàn thể thao cũng như các tổ chức khác. Có thể kể đến như Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế ISF cùng Ủy ban Olympic Việt Nam công bố số tiền thưởng cho vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng là 1 triệu đô la Mỹ, huy chương bạc là 500.000 đô la Mỹ, còn huy chương đồng là 200.000 đô la Mỹ. Các liên đoàn thể thao trong nước như bắn súng, quyền Anh cũng đã công bố mức thưởng riêng dành cho các vận động viên của bộ môn khi có thành tích tại Olympics Paris. Như vậy, mức thưởng cao nhất cho một vận động viên Việt Nam giành huy chương ở Paris sắp tới có thể lên đến 26 tỷ đồng.